giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh nhan sắc hùng tuổi của Ngân Khánh sau 4 năm kết hôn thiếu gia. Đã có nhiều vai diễn được yêu mến trong Cõi Giấc Mơ Về, Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngàn Trời, Cô Dâu Đại Chiến, Mai Dài. Ngân Khánh bất ngờ tuyên bố tạm rời xa showbiz để du học vào năm 2015. Cùng năm, cô kết hôn với bạn trai Việt Kiều sinh ra và lớn lên ở Hà Lan là Đỗ Thiếu Quân. Sau đó, nữ diễn viên ít xuất hiện trên truyền hình hay sự kiện giải trí. Cô tập trung phần lớn thời gian cho việc học tập và xây dựng tổ ấm gia đình. Dự án Quý Cô Thừa Kế vào năm 2018 là lần trở lại hiếm hoi của cô với thị trường giải trí. Cô cũng tận hưởng cuộc sống với những chuyến du lịch tại Mỹ, Australia, châu Âu. Vừa qua, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên chồng nhân ngày sinh nhật và viết: "Còn nhiều năm để đi cùng nhau, cảm ơn nhiều vì những lời chúc tốt đẹp đến những người tôi yêu thương." Đây cũng là lần đầu tiên Ngân Khánh đăng ảnh chồng lên mạng xã hội sau 4 năm kết hôn. Chia sẻ khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động, Ngân Khánh cho biết: "Cuộc sống 4 năm qua của tôi rõ ràng thay đổi rất nhiều. Từ một nghệ sĩ vây quanh là ánh hào quang thì nay, mỗi ngày tôi cắp sách tới trường, là một sinh viên bình thường và chia sẻ cuộc sống như thế với gia đình. Tôi học hỏi được nhiều hơn." 4 năm qua là cả một kho tàng kiến thức có được sau vài năm du học. Nữ diễn viên Cô Dâu Đại Chiến chia sẻ: "Tôi đã học kỹ năng tự quay dựng phim, tạo ra dự án nhỏ cho mình. Những dự án đó tôi tự lên ý tưởng, sắp xếp và hoàn thành. Một mình chủ động tạo nên sản phẩm giúp tôi độc lập, tự tin. Đi học giúp tôi có những khám phá mới mẻ đằng sau máy quay. Tôi học được nhiều thứ và nhận ra đam mê diễn xuất là đam mê lớn nhất. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những vai diễn hay bộ phim nào đó, cảm thấy bị lôi cuốn không rời." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.